Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh, bảo mạng chơn kinh. Địa mẫu chơn kinh. Phẩm kinh thứ nhất. Sám kinh địa mẫu. Địa mẫu kinh. Phủ Hớn Trung nơi huyện thành cố, tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏa ánh quang minh, chim loan mẫu ngự truyền kinh răng đời. Kim Ngôn mẹ đây lời mạch huyết, Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trung giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền ứng điển bảo toàn chúng sanh. Tam nhật mầu tâm thành kính mẫu, tấm lòng son giọng thấu diêu cung. Gia gia sum họp trùng phùng, dân an quốc thới hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên. Linh điển mẹ dưới trên phân rõ, tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Hoàng khai đại đạo nhiệm màu, hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần. Phật mẫu ngự thượng tuần độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh mẹ dạy rõ ràng, con lành hiếu thảo đàn tràng cung nghinh. Phước lộc thọ hiển vinh do mẫu, trọn đủ thời kỳ mẫu hằng niên. Dân an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gắn chuyên tu trì. Thơ ngâm diệu huyền vi cơ bút, mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chơn linh mẫu xét soi vũ trụ, điển âm dương kết tụ anh nhi. Thượng tầng mẫu ngự phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh tâm huyết, khí âm dương hội hiệp cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, hóa sanh nhân loại ngạt ngào chân thân. Vậy ai mới bước lần đường đạo, phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh. Lời châu mẹ dạy huyền linh, hoàng thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sanh chúng, độ nhân sanh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng rời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tỏa, mấy huyền vi hiện rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao dòng càn khôn. Điển thiên mẹ bảo tồn vĩnh cửu, chốn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh quang chiếu sáng nhiệm màu, thiên tiên bảo dưỡng gồm thâu nhân lành. Phu quân mẫu trường sanh bất lão, tài cao minh sáng tạo huyền vi. Thiên lung địa á diệu kỳ, tri âm phối hợp phục quy diêu đài.
thiên địa lập âm lai dương khứ, khí thần giao gìn giữ điển linh, đất trời do tạo hóa sinh, pháp luân thuận chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền chúa thánh, phủ điển linh chơn tánh tâm thanh, chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh, thiên can thường chuyển vận hành địa chi, thần giới khí thụ thì thai thánh, mẹ cưu mang canh cánh thập niên, tình thâm mẫu tử thiên liên, mười thu đúng nhật chia riêng quẻ hào, trong bát quái phân vào tám hướng, tám quả do mỗi hướng định ra, sáu hào một quẻ đó là 384 tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai, minh quân xuất thế trần ai, sáu vì thiên tử phi tài huyền quan. Mẹ phán vua thiên hoàng con trưởng, đến địa hoàng mẹ thưởng thứ hai, nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân trầy sau đây. Vua phục hy ngài hay biến hóa, bát quái phân phát họa hiển linh, chỉ rành tám hướng khinh thinh, âm dương vũ trụ quang minh phân bày. Vua thần nông phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi, đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khang. Vua hiển viên tạo ban y phục, đem ấm no hạnh phúc vạn dân, lưu truyền cơm áo chốn trần, để cho người thế tấm thân thanh nhàn. Vũ trụ do mẫu hoàng xuất phát, mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên, thượng tầng bao phủ điển thiên, chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh nước biếc, khắp bốn mùa tám tiết trở xoay, gió ngàn tỏa lượng tầng mây, hóa sanh nhân loại cỏ cây thú cầm. Có ngũ nhạc bỗng trầm ngân trỗi, khắp muôn nơi từ mẫu dưỡng sanh, các đời dương đế đại danh, từ trong thân mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tuyết lạnh sương rơi, cỏ cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu thành. Năm giống lúa tươi xanh dung dưỡng, sáu thứ gạo dành thưởng nhân sinh, nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ huyền linh phủ đầy. Khi lìa thế gửi thay thân mẫu, sự hóa sanh dời đổi vô thường, thân mẹ là chỗ tựa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện, kìa lâu đài cung điện nguy nga, am chùa quán xá lập ra, hiền thần tiên thánh mẹ đà thượng phân. Chư Phật đắc kim thân do mẫu, cả trân châu ngọc bửu đó đây, thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt
thành. Loại kim khí bạc vàng quý báu, tất cả do mẫu tạo xuất ra. Dương hầu vạn quốc gia gia, cũng do lệnh mẹ ban ra tôn sùng. Người chốn thế hiếu trung hưởng phước, bao huyền linh sao trước mẹ ban. Dân an quốc thới thanh nhàn, đế dương cung thỉnh mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển phạt hành. Vậy ai nào biết đến danh, huyền linh quan điển mẹ dành đó đây. Có tạo lãnh the đầy lụa vải, cùng quả hoa rau cải trái cây. Nào là chua ngọt đắng cay, thức ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẹ gừng đường tiêu tỏi, khắp nhân sinh ai khỏi bệnh đau. Hóa sanh ninh dược nhiệm màu, cao lương mỹ vị hiếu đâu vật nào. Lại có giấm chanh dầu tương muối, suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương, lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả, tình bao la biển cả khó hơn. Khổ đau từ mẫu chẳng sờn, nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ hóa tạo ra. Cân đai áo mão phù hoa, bạc tiền vật dụng biến ra hằng ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng, thân mẫu sanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng sót trên đời, mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa, do mẫu sanh ra quả địa cầu, biến dành sáu quả luân hồi, biết bao sản vật hoa màu tốt tươi. Kẻ thế đâu rõ tình thâm mẫu, dầu hoàng thiên khó nổi sánh hơn. Trên trời mưa đổ từng cơn, dưới đất mẹ hóa huyền chơn phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ, ngũ cốc dành hóa độ nhân sanh. Cỏ cây tươi tốt hương thanh, địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết, bao tinh di sương tuyết giá băng. Đài mây gom tụ phủ văn, gặp luồng quang điển biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp, cù rồng kia trốn nấp ngàn sông. Lãnh phần vận chuyển gió dông, mẹ truyền hán võ hô phong ứng hầu. Cù rồng ở xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Cũng do lệnh mẹ phán bày, ơn trên chiếu triệu dám rầy cãi đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai. Nhọc nhằn nào quản đắng cay, điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tọa hưởng, bao nhiệm màu mẹ thưởng hồng ân. Tất cả do lệnh mẫu phân, công dày chẳng thấy người trần ghi tâm.
mẹ thương con và thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mắt nghĩ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi cả ngao trở ngang dùng dậy, thiên địa đành chịu phải rã đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cảnh đời trống rỗng thảm sầu nạn tai. Ngoại càng khôn Như Lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điêu tàn. Phương hướng đành tiêu tan tất cả, như ở trong lò hỏa bị thiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh hoành hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền lời châu cao quý, ai sưu tầm diệu lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sanh hiểu rành. Từ tôn chiếu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được hiển vinh. Phi tài huyền diệu cao minh, mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền. Nhập vào tâm kẻ hiền sáng suốt, chơn khí như ánh đuốc thiên nhiên. Mẫu cho phản bổn hường nguyên, chơn thần đúng ngoạc xuất liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh, gắn tâm tu hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm trung chuyển đạo ngay, lý chơn thông hiểu chớ rầy bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chơn kinh lịnh mẹ khó bì, quần thần văn võ chẳng khi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dày dông ngã đành sao. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sĩ nỡ nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung kính, nỡ vô tâm chẳng kính mẫu hiền. Thâm sâu nghĩa cả thiên liên, đành lòng bội bạc chân truyền lời châu. Chánh pháp đạo nhiệm màu ai rõ, giả đò như chẳng tỏ ngộ chi. Phụ ân từ mẫu diêu trì, đọa đầy muôn kiếp chẳng thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rành. Lão bà hỗn độn hóa sanh, thuở còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khí, thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điển quang minh chiếu rọi khắp nơi. Huyền di biến hóa chuyển đời, truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẫu, chốn trường gian gợi nỗi nhớ thương. Ngự thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ vấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong huyết mạch trùng phùng. Sớm về điện ngọc diêu cung, con lành cố gắng
hiếu trung tu hiền. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chơn kinh Phật mẫu diệu huyền, hơn 180 câu khuyên răn đời. Mỗi câu mỗi ý lời mẹ thuyết, cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra, gồm bao lời ngọc thiết tha, chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi. Khắp gia gia đều trì niệm mãi, thì mùa màng cây trái hoằng sai, ấm no hưởng lạc trần ai, cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn. Điển quan mẹ bảo tồn trường cửu, độ con thơ hội đủ diêu cung. Nếu ai chẳng tin bất tùng, mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn. Cuộc sống đành khó khăn đau khổ, nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy. Không mong sống sót được gì, đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn. Đại từ tôn mẫu hoàng cho biết, đúng 110 vào tiết trời đông, mẫu từ xuất hiện thần thông, vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh. Mẹ phủ hết điển linh quảng đại, tâm huyết thư để lại chân kinh. Kim ngôn siêu thoát quang minh, từ tôn bảo dưỡng chúng sanh an toàn. Là con hiếu đàn tràng cung kính, mỗi hằng niên nguyện thỉnh mẫu từ. Đúng ngày thập bát trăng mười, gia gia tụng niệm người người trì kinh. Lập đại lễ hoa sinh trà quả, dân hương đăng tất cả khiết tinh. Cùng nhau hội hiệp trì kinh, sớ dân từ mẫu chứng minh con lành. Nếu như có nhân danh hiền sĩ, truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy, từ tôn đài thọ ân dày, cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng. Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý, hạng phu nhân bần sĩ hiền thần. Truyền kinh phổ biến xa gần, gia gia vui hưởng muôn phần ấm no. Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo, năm trai lành kế tạo lửa hương, hai gái hiếu đạo thuần lương, đời đời nối dõi tổ đường tông môn. Nam nữ nào sùng tôn kính mẫu, kính lễ ngày kỵ mẫu thành tâm. Mẹ ban phước lộc cao thâm, thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dày. Xứ phương nào hàng ngày cúng vía, đàn tràng cầu bốn phía an ninh. Bảo toàn tánh mạng chúng sanh, mẫu hoàng phủ điển ứng linh lời nguyền. Quốc dân nào kiền thiền vọng bái, thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân. Mẫu từ cho xuất thánh nhân, thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh. Công đức mẫu vô hình khó tả, dầu lâm sơn biển cả khó hơn. Ai mà đáp nghĩa đền ơn, phải sùng am tự họa sơn tượng hình. Rồi dâng lên hương linh thờ phượng, tạo lập thành tâm tưởng bái tôn. Diêu trì Phật mẹ linh hồn, hiếu tử làm đặng y ngôn kim truyền. Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo, gắng sức xây tái tạo mau đi. Tùy gia phương tiện hữu nhi, chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào. Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo,
sẽ ghi con tên Thảo danh đề. Thẻ ngọc mẹ chuyển bút phê, tâm phàm phủi sạch trở về Diêu cung. Bởi vì con tận trung tận hiếu, đắc quả cao cửu khiếu khai minh, con hiền thọ hưởng trường sinh. Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành, mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở, chánh quả thành giúp nợ trần ai. Ban cho cửu phẩm liên đài, trung ương thượng quốc về ngay đền vàng. Thành đại la nghiêm trang quý báu, phu phụ đồng đắc đạo kim thân. Mẹ ban thọ hưởng hồng ân, lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang. Đức từ tôn mẫu hoàng bảo dưỡng, trải hết tâm vô lượng vô biên. Ngự nơi cõi thượng thiên liên, độ cho quốc thới dân yên thanh bình. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh, bảo mạng chơn kinh.